Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News. Và trong chiều ngày hôm nay ngày 11 tháng 4, chúng ta sẽ có tin tức gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình tìm hiểu nhé. Mới đây, cư dân mạng đã rầm rộ chia sẻ một bức hình đầy xúc động. Bức hình ghi lại cảnh một em bé dù còn ít tuổi nhưng mà vẫn rất ngoan ngoãn ngồi học dưới gian hàng của mẹ. Mặc dù ở giữa khu chợ, xung quanh là những tiếng ồn huyên náo, nhưng em vẫn rất chăm chỉ học bài, cố gắng vì một tương lai tươi sáng. Theo đó, bức hình được một tài khoản đăng tải trên mạng xã hội vào chiều tối ngày 10 tháng 4. Ngay sau đó thì nó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, dân tình đã rầm rộ truyền tay nhau, lượng tương tác vô cùng lớn. Nhiều người khi thấy bức hình đã rất đỗi xúc động. Được biết, bức ảnh này đã có từ khi xuất hiện đợt dịch đầu tiên vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay, nó lại một lần nữa được cư dân mạng nhắc đến. Bức hình trên được chụp lại tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô bé đang chăm chỉ học bài kia khi đó mới vào lớp 1, tên là Ân Nhã. Do dịch bệnh hoành hành nên em chỉ có thể học online tại nhà. Đến tháng 4 năm 2020, tình hình khả quan hơn, mẹ em được quay trở lại bán hàng ngoài chợ. Tuy nhiên, vì con gái còn ít tuổi nên mẹ không an tâm cho cô bé ở nhà một mình. Không còn cách nào khác, bà mẹ này đã đưa em ra chợ bán hàng cùng. Mặc dù chợ luôn được biết đến là một nơi ồn ào, huyên náo, cơ sở vật chất không đủ tốt để học tập, thế nhưng vì không muốn con gái chậm tiến độ học hành, bố mẹ Ân Nhã đã sắp xếp gầm bàn trở thành nơi để em ngồi tạm. Mỗi ngày khi mẹ bán hàng phía trên, cô bé lại ngồi ngoan ngoãn học bài phía dưới. Quầy hàng đầy ắp đồ ăn trở thành nơi trau dồi tri thức của cô gái nhỏ. Thậm chí, vì muốn con gái thoải mái, mẹ của Ân Nhã còn che gian hàng bằng inox, lót và kê bằng các hộp cát tông. Nhờ đó, cô bé có thể tập trung học tập bên chiếc máy tính xách tay, đèn và một chiếc bàn nhỏ. Bức hình sau khi được lan truyền trên mạng xã hội thì đã khiến rất nhiều người thích thú, không ngớt lời khen ngợi dành cho sự chăm chỉ học hành của cô bé. Và hy vọng với sự cố gắng của mình, em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nghĩ gì về hình ảnh này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Chúng mình là VS News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.